bây giờ mình úp hai phần thân túi này vào với nhau và mình sẽ đi ráp thành hông. Để cho chiếc túi được cứng cáp, tại vì sợi vải rất nặng. Thường thì mình hay ráp cạnh hai cạnh bên trong vào với nhau hoặc hai cạnh bên ngoài, nhưng mà đối với chiếc túi vải này thì mình sẽ ráp cả phần mũi đơn mà không có chia cạnh ra như những phần túi khác. Đây, mình sẽ luôn sợi qua hai cạnh bên hông của phần thân túi trước và phần thân
sợi nhé.